Cầm tính dương triều hẹn nhường thua, giao cớ xăm lăng núi sông phần kỳ, quyết tâm tây trừng chán dung tha phương ta giao. Nghe lười quá, tao quay Full HD thôi là được. Ok, thì video ngày hôm nay mình muốn nói về cinema camera. Ở đây nha, mình nghe rất là nhiều bạn so sánh. Với lại khi mà lên trên các trang web, các diễn đàn á, hay là các hội nhóm trên Facebook á, mình rất là ít tham gia các hội nhóm trên Facebook. Tại vì thứ nhất là trên đó đấu đá nhiều quá, và thứ hai là quan điểm tích cực ở trên đó thì hầu như là rất ít. Mà những cái quan điểm tiêu cực với lại những cái bài mà đăng lên kiểu như dìm hàng nhau rất là nhiều. Cho nên là mình rất là ghét tham gia những cái hội nhóm đó. Thà là mình chơi một mình, chứ mình không có thích tham gia group hay là thế này thế kia. Ok, thì quay lại vấn đề, đó là video ngày hôm nay nói về cinema camera. Thì ngày trước á, mình đi quay nói chung là rất là nhiều. Thì bằng DSLR cũng có, bằng cinema camera cũng có, ví dụ như con Ursa Mini nằm đây. Nhưng mà trước khi cái này xuất hiện, ủa đâu anh ngược ha, trước khi cái này xuất hiện thảm họa ha, khi mà Covid đã xuất hiện rồi thì hầu như là không còn ai chạy quảng cáo hay là không còn ai book mình đi quay nữa. Mình nghĩ là như nhau thôi, tại vì dịch ai cũng ở nhà hết. Đây cũng là một cái thế khó. Cái nội dung chính của video ngày hôm nay đó là chúng ta hoặc là các bạn hoặc là mình có nhất thiết phải sở hữu một con cinema camera hay không. Thì có thể câu trả lời của mình ở cuối video nó sẽ hơi 50-50, tại vì lần nào cũng như vậy. Khuyến khích hay không khuyến khích gì thì mình cũng chưa biết. Ai thích thì mua, còn không thích thì thôi, đơn giản vậy ha. Nhưng mà cái vấn đề chủ yếu trong video ngày hôm nay đó là mình sẽ cho các bạn biết được những cái mặt lợi và những cái mặt không được lợi ích lắm của việc sở hữu cinema camera là như thế nào ha. Ok, thứ nhất đó là cái size. Thì cái size ở đây, cái kích cỡ, cái chiều dài cũng như là cái trọng lượng của nó á, thật sự nếu mà để nói các bạn là một Rengen filmmaker hoặc các bạn là quay phim độc lập, cái tính chất công việc của các bạn luôn là nhanh gọn lẹ, đánh nhanh rút gọn á, tới nơi và mặc lên đồ gọn nhẹ ào, di chuyển liên tục, thì cái việc sở hữu cinema camera đối với mình cảm thấy nó sẽ hơi khập khiễng. Tại vì sao? Nếu các bạn đã chọn là một Rengen filmmaker hoặc là một nhà quay phim độc lập, hoặc có thể nói là chỉ dùng để quay cưới thôi, thì các bạn sở hữu con này á có thể nói là khá cồng kềnh và cũng như là không có được thực tế lắm. Tại vì sao? Nếu mà làm chọn những cái hướng đi như vậy rồi thì ba lô các bạn nó phải gọn nhẹ ha, thiết bị cũng phải gọn nhẹ, không mất quá nhiều thời gian để setup và cũng không quá cầu kỳ trong việc setup. Tại vì cái tính chất công việc là di chuyển liên tục và thay đổi liên tục điều kiện, thì cái việc sở hữu một con cinema camera, ví dụ như con Ursa Mini này á, mình thề luôn sẽ khiến các bạn chậm lại cực kỳ nhiều. Mình cũng đã nói trong video giới thiệu về nó rồi, thì các bạn có thể xem lại, mình để link ở đây ha. Thì đó, nó sẽ không thể chứa gọn trong một cái ba lô có thể nói là nhỏ hay là một cái túi xách như những con máy mirrorless hay những con DSLR bây giờ. Thậm chí bản thân nó cũng gần bằng 2, bằng 3 con màu DSLR Mark 2 cộng lại. Mình nói về body thôi nha, chứ mình không nói về số tiền nha. Có thể nói là rất cồng kềnh và sẽ là khá vô dụng nếu mà các bạn phải di chuyển liên tục hoặc là các bạn bắt buộc phải quay trong những không gian hẹp á, thì sẽ hơi phức tạp khi mà operate con Ursa Mini hoặc là những con máy cinema camera. Ok, cái điểm tiếp theo của cái điểm bất lợi khi mà sở hữu con cinema camera thì như hồi nãy mình nói, đó là cồng kềnh và cái size nó khủng bố là cái thứ nhất rồi, đúng không? Thì cái thứ hai đó là dung lượng file lớn. Thiệt, dung lượng file rất là lớn. Như hôm bữa mình có chia sẻ, đó là một cái thẻ CFast 128GB. Nếu mà quay ở RAW 4K, RAW lossless thôi, thì ở Full HD mình được 17 phút quay là hết một thẻ 128GB á. Còn ở 4K đó là 9 phút, thì 9 phút mà nuốt hết 128GB thì cũng có thể nói là hơi bị nhiều và hơi bị phiền. Thề luôn, khá là phiền toái mỗi khi mà muốn đặng có chất lượng cao nhất nhưng mà phải chép file liên tục. Cho nên tại sao từ cái việc đó mình quyết định mua thêm một cái ổ cứng StarTech External Hard Drive. Mình cũng có làm video về cái ổ cứng đó rồi, để link cho các bạn xem luôn ha. Thì như mình nói, đó là nó khá là ngốn bộ nhớ và khá là tốn dung lượng, và mỗi lần đi xuất về mình phải cắm vô chép file và chờ đợi cực kỳ lâu mới chép file xong, như cực hình vậy đó.
Tại vì cái đầu độc của thẻ CFast này á, vô trong laptop hay là vô trong PC á, chỉ là đầu độc 2 chấm thôi. Mà các bạn biết là thế giới bây giờ ra tới cái đầu Type-C rồi, thì những cái đầu mà 2 chấm đó nó lâu cỡ nào, đúng không? Mà tới gần cả T lẫn đâu ít ỏi gì. Cho nên là khá là bực mình mỗi khi mà mang con này đi đâu quay xong là duyệt cái file. Mệt mỏi lắm, thời gian chờ quá trời là chờ luôn. Và cái thứ ba đó là cái vấn đề nhân sự xoay quanh cái việc để operate con GSM Mini này hay là những con cinema camera khác. Ví dụ như mình đi job cho người ta, mình book hôm đó là Red Dragon 6K chẳng hạn ha, hoặc là Alexa Mini của Arri, thì khi mà làm việc khách hàng á, mình có kinh phí để mình book thêm nhân sự, mình book thêm IC, mình book thêm cam op, rồi mình book thêm anh em lighting thế này thế kia. Nhưng mà khi quay những cái dự án nhỏ hơn hoặc là những cái phim độc lập nhưng của mình với hứng, hoặc là những cái job nhỏ á mà người ta vẫn yêu cầu book cinema camera á, và cái phần tiền nó cũng giới hạn, cái budget có giới hạn nha, không phải dự án nhỏ hay dự án lớn gì cũng chung budget đâu, khác biệt nhiều lắm. Các bạn đi phim nhiều các bạn sẽ hiểu. Thì mình gặp vấn đề cực kỳ to lớn đối với cái lượng nhân sự. Tại vì sao? Khi mà đi quay á, có nhiều anh em phụ máy, có nhiều anh em kỹ thuật, có nhiều anh em ánh sáng, thì mình tiết kiệm được hơn rất là nhiều cái khoảng thời gian setup máy. Mặc dù là máy của mình nhưng mà vẫn đỡ đần được khá là nhiều so với việc là mình đơn thương độc mã. Như hôm bữa mình có nói với bạn là mình cũng quen dần với cái việc một là giữa mình với con Asa Mini. Nhưng mà khi đi những job lớn á, các bạn rất là mệt mỏi, thời gian cũng không có nhiều, cho nên bạn cần một lượng nhân sự rất hùng hậu để mà hỗ trợ bạn setup nó lên thôi. Và cái bạn cần còn lại chỉ là một ngồi monitor, chắc khung, hai bấm quay, đơn giản như vậy. Nói chung là khá vất vả khi mà một mình bạn operate con này. Thì đây cũng chính là cái điểm khác biệt lớn nhất giữa việc sở hữu cinema camera hoặc là quay bằng mirrorless hoặc DSLR. Thì đối với những con máy nhỏ gọn hơn á, bạn có thể một mình xử lý, tự bạn setup, tự bạn operate, tự bạn bấm máy quay, tự bạn gắn lên gimbal, một mình bạn có thể làm được hết. Nhưng đối với những con như con Asa Mini này hoặc là những con cinema camera khác á, thề luôn bạn sẽ cần tối thiểu 2 người để xử lý. Thì chắc chắn cái việc mà cần tới 2 người xử lý sẽ tốn tiền hơn, nhưng mà được cái này hiệu quả nhanh chóng, vẫn đỡ hơn là một mình bạn tự xoay sở, đúng không? Còn ngày xưa mình cũng có rất là nhiều AC cũng như là anh em assistant đi theo phụ. Nhưng mà về sau này mình không còn ai hết, còn có mình à. Mình nghĩ là mình sẽ để dành cái đó cho video sau. Tạm thời video này chưa đề cập tới. Nãy giờ là cái không có lợi đúng không? Thì bây giờ là tới cái có lợi. Thì có lợi ở đây, cái thứ nhất là bạn sẽ có một cái chất lượng file cao hơn. Như trong video trước mình có nói ha, nói thật ra chất lượng file cao hơn rất là nhiều, nhưng mà cũng đánh đổi là nặng hơn rất là nhiều. Thì các bạn có thể qua bên kênh Hứng để xem, giới thiệu nhiều quá, quảng cáo nhiều quá rồi. Thì như các bạn biết đó là cái chất lượng nó vượt trội hơn rất là nhiều so với việc quay bằng mirrorless hoặc là DSLR. Thì những con như mirrorless hay DSLR bây giờ có thể làm được chất lượng như vậy không? Được, nhưng mà xuất sắc thì có thể nói là không xuất sắc. Cho nên đặt cái vấn đề ra là tại sao bây giờ làm phim điện ảnh này thế này thế kia, người ta không quay bằng DSLR, người ta không quay bằng mirrorless, mà người ta toàn quay bằng cinema camera không? Nó có cái lý do của nó chứ không phải là không đâu. Cho nên nhiều ông sẽ lên nói quay phim mấy này Việt Nam thôi, cần gì quay cái cinema camera, rồi máy cho bự vô không làm được gì hết. No. Quan niệm sai lầm nằm ở chỗ đó. Mình không phán xét bất kỳ ai hết, nhưng mình nghĩ là những cái người nói câu đó đó hình như là chưa hề bơi ra biển lớn bao giờ ở trơn á. Ở rú trong cái ao làng đó đó, rồi thiển cận nằm mãi trong cái vùng đó, không bao giờ chịu ngước mặt lên những cái khác. Cho nên là chỉ biết tới đó thôi. Nhưng mình là bỏ qua đó. Thì nó nằm mặt chất lượng, đó là chất lượng cao hơn nhiều, đúng không? Cái tiếp theo đó là việc các bạn xuất hiện trên set gặp khách hàng với con máy này. Mình thề luôn, khi mà bạn cầm con máy này ra, bạn gặp khách hàng, kiểu gì người ta cũng phong bạn lên thánh, hoặc là người ta cũng có một cái nhìn cực kỳ khác đối với bạn. Đảm bảo ha, người ta nhìn như bạn với ánh mắt khác lắm. Thậm chí có thể là bạn không biết quay, bạn chưa từng quay bao giờ, hoặc là bạn chưa từng bấm những cái nút record trên camera luôn. Nhưng mà khi bạn cầm con này lên set á, người ta sẽ kiểu wow, mình bỏ tiền ra cho đúng người rồi. Cảm giác là vậy. Thì nói cho vui vậy thôi, chứ thật sự khách hàng của bạn khi người ta bỏ tiền ra, người ta cũng muốn có một cái chất lượng sản phẩm cao nhất có thể. Cho nên bạn mang những con này ra gặp khách hàng thì chắc chắn người ta tôn trọng bạn là đúng rồi. Còn bạn cầm những con kia ra thì mình đã từng bị trường hợp này rồi nha. Đó là có hai job khác nhau. Job đó người ta book cinema camera, bên sản xuất liên lạc với mình á, thì ok, mình mang con này ra thì khách hàng kiểu wow, đúng cái mà người ta bỏ tiền ra rồi.
Dạ, còn một cháu thứ hai á thì mình cầm mũi đến mắt hai ra người ta kiểu vậy thôi hả, rồi mình gắn gimbal lên thì người ta cũng bình thường, tại vì người ta cái người ta trông đợi nó là con này, mà cuối cùng mình lại xuất hiện với mũi đến mắt hai, cho nên là họ hơi bị hụt hẫng tí, mà cuối cùng chất lượng sản phẩm làm ra thì họ cũng kiểu ok được. Cho nên là không quan trọng là cầm cái máy gì ra hay là cầm cái thiết bị nào ra, có phải là cinema camera hay không hay là những con camera bình thường, nhưng mà quan trọng là cái chất lượng cuối cùng của sản phẩm. Chỉ có cái khập khiễng ở đây đó là ở Việt Nam mình thì cầm con máy xịn ra thì chất lượng mới xịn, còn cầm con máy không được xịn cho lắm hay không được hầm hố cho lắm thì người ta sẽ có mỗi cảm giác, nói chung là xem nhẹ cái khả năng của bạn trước rồi lúc sau họ mới đánh giá. Đó là điều mình không thích ở cái thị trường Việt Nam này, nhưng mà phải chấp nhận thôi, mình sống mảnh nghề này mà. Ok, cái cuối cùng mình muốn nói tới đó là sự chênh lệch về giá tiền giữa cinema camera và những con camera thường. Thì ai cũng biết là cinema camera rất là mắc, và kéo theo đó là một đống đồ phụ kiện đi theo chỉ để hỗ trợ phục vụ cho một mình nó. Ok, vậy là chúng ta đã đi qua những vấn đề nào ta? Đầu tiên là cinema camera rất là cồng kềnh và cần rất là nhiều người hỗ trợ để mà operate nó. Có thể nói khi mà sử dụng cinema camera không còn là one man band nữa mà là full band luôn, rất là nhiều vị trí. Tiếp theo đó là về cái chất lượng hình, thì như nãy mình có chia sẻ rồi đó là cao hơn, xịn hơn, mịn hơn và đẹp hơn, nhưng mà cũng hao tốn bộ nhớ, hao tốn dung lượng hơn. Thứ ba là cái giá tiền, sự chênh lệch của cinema camera và những con camera thường. Ừ, hết rồi. Video này mình chỉ muốn chia sẻ vậy thôi, để các bạn có một cái nhìn khác hơn về cái việc nên mua con máy quay nào để sử dụng, và cũng có thêm cái lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân là liệu các bạn có thật sự cần những con cinema camera này vào thời điểm năm 2021 này hay không, thật sự có cần thiết hay không, hoặc là nếu mà những con camera của các bạn vẫn đang giúp cho các bạn kiếm ra tiền, cũng như là vẫn đang cho các bạn được một chất lượng hình ảnh mà các bạn mong muốn, thì mình nghĩ là cũng chưa cần nhất thiết phải lên cinema camera đâu. Nếu mà job nào căng quá thì bỏ tiền ra thuê, nó sẽ hợp lý hơn mặt kinh tế rất là nhiều so với việc sở hữu riêng một con như mình đây. Và cái cuối cùng mình muốn khuyên đó là thay vì chạy đua theo những con máy đời mới thế này thế kia, đôi khi các bạn nên nghiên cứu đủ lâu về nó trước rồi sau đó hãy xuống tiền mua, chứ đừng mua sắm vô tội vạ, nó khá là phí phạm. Và thậm chí mua xong rồi mà không được như ý các bạn mong muốn á thì các bạn trách ai đây, đơn giản vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem đến hết video, và nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn có thể like, share hoặc là subscribe cho kênh YouTube của mình. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp gì cho kênh thì các bạn có thể comment bên dưới phần bình luận, mình luôn đọc hết. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.